Các bạn, hôm nay tiếp tục hai bài thứ ba về phân tích cơ bản FA, phân tích thị trường, phân tích cổ phiếu, phân tích doanh nghiệp, phân tích nội tại doanh nghiệp. Rồi bài 3 phân tích FA thì hôm nay với phần là các chỉ số cơ bản của một cổ phiếu. Các chỉ số cơ bản của một cổ phiếu thì cái này rất là căn bản nha các bạn, nhưng mà nhiều bạn đầu tư cũng một thời gian rồi nhưng có thể là chưa hiểu hết những thông số này, thì nghe qua một lần để nắm bắt các thông số này và thực hành nó, phân tích các thông số. Nếu không biết các thông số này cụ thể thì không biết đâu mà phân tích một cái doanh nghiệp, một cổ phiếu ha. Rồi các chỉ số cơ bản của một cổ phiếu, của một doanh nghiệp là gì? Đầu tiên là các chỉ số chứng khoán. Thì các chỉ số chứng khoán là các bạn biết rồi. Các chỉ số chứng khoán thì thường thì một cái doanh nghiệp thì các bạn biết trước khi cổ phần hóa thì phải xác định vốn điều lệ, bao nhiêu cổ đông, vốn điều lệ để chia ra cổ phần, mỗi cổ phần là mệnh giá là 10.000 đồng. Thì vốn điều lệ của công ty hay là vốn đăng ký kinh doanh hay là gọi là hay còn gọi là vốn pháp định. Pháp định là ở đây là gọi là pháp định là pháp luật quy định, vốn do pháp luật quy định. Nó khác với vốn chủ sở hữu các bạn. Các bạn phân biệt hai cái. Và vốn hóa công ty, vốn điều lệ là vốn được pháp luật quy định, cấp giấy chứng nhận đăng ký, có ký tên của giám đốc sở kế hoạch đầu tư, của một kế hoạch đầu tư hoặc là trưởng phòng kinh doanh nào đó. Thì vốn điều lệ hay gọi là vốn pháp định của công ty, căn cứ vào trên cái vốn điều lệ này người ta mới chia ra cổ phần, mỗi một cổ phần là 10.000 đồng. Ví dụ vốn điều lệ là 10 tỷ đồng thì chia ra mỗi một cổ phần là 10.000 đồng thì các bạn được một triệu cổ phiếu, một triệu cổ phiếu chẳng hạn. Thì như vậy tương tự. Rồi chúng ta nhân vốn điều lệ lên, chúng ta chia cổ phần ra vậy. Còn vốn chủ sở hữu, ở đây tôi thiếu cái vốn chủ sở hữu, cái vốn hóa công ty. Cái vốn chủ sở hữu là cái vốn, là cái lượng tài sản của công ty, còn được có thể là cao hơn vốn điều lệ, cũng có thể là thấp hơn vốn điều lệ do bị lỗ, âm vốn chủ sở hữu. Nhưng vốn điều lệ là cái cơ bản nhất, phần lớn các doanh nghiệp ăn nên làm ra thì vốn chủ sở hữu bao giờ cũng lớn hơn vốn điều lệ. Còn cái vốn hóa của công ty, vốn hóa của công ty là các bạn biết rồi, nó dựa theo cái thị giá của cổ phiếu trên thị trường, chứng khoán để tính ra vốn hóa công ty, hay là giá thị trường của công ty đó, nó được tính bằng lấy tổng số lượng cổ phiếu của công ty nhân với thị giá của cổ phiếu đó. Các thông số đi chi tiết vào đó là EPS, chúng ta hay thường gặp. EPS thì đơn vị tính là ngàn đồng. EPS chính là lợi nhuận 4 quý gần nhất của một cổ phiếu. Các bạn coi dữ liệu trên cà phê app Viettop hay là cổ phiếu 68 hay một số trong tin tức Lutot, rồi tất cả những cái thông tin dữ liệu từ các công ty chứng khoán. Tính EPS là người ta tính lợi nhuận 4 quý gần nhất. Còn nếu thì cũng có một số công ty trang dữ liệu tính bằng đơn vị bằng năm, nếu kết quả bằng năm, các bạn tính theo dựa theo số liệu năm thì nó là một số công ty tính bằng năm, nhưng chính xác nhất là lợi nhuận 4 quý gần nhất của một cổ phiếu các bạn, chứ không phải của công ty. Của công ty nhưng chia ra số cổ phiếu thì tính nó bằng đơn vị, nó là trên cổ phiếu, ngàn đồng trên cổ phiếu. B là thị giá, ở đây gọi là thị giá, đơn vị tính cũng ngàn đồng, là thị giá hiện tại của một cổ phiếu, chúng ta ký hiệu bằng chữ B. B trên E là lần, B trên E thì các bạn hay gặp ra, B trên E lần là lấy thị giá của cổ phiếu hiện tại chia cho lợi nhuận 4 quý gần nhất, là EPS. Có nghĩa là lấy B này, này chia cho EPS thì nó bằng B trên E. Hay có một cổ phiếu B trên E, hay nói chính xác hơn, B trên E chính là cái số năm mà tổng lợi nhuận của công ty đó làm được đem chia cho cổ tức cho các bạn và các bạn thu hồi vốn. Ví dụ tôi ví dụ thế này, các bạn đầu tư vào một cổ phiếu Vinamilk với B trên E bằng 15 lần, có nghĩa là tổng lợi nhuận của Vinamilk
đem chia hết cổ tức cho các bạn, thì các bạn mua cổ phiếu Vinamilk với giá hiện tại bằng P trên E 15 lần, thì tổng lợi nhuận của Vinamilk đem chia cổ tức hết cho cổ đông thì 15 năm các bạn sẽ thu hồi lại vốn, còn các bạn bỏ đi cái tiền các bạn mua giá cổ phiếu Vinamilk, nhưng cái cổ tức các bạn hưởng được thì trên 15 năm là hoàn vốn, thu hồi lại đủ lại vốn. Nhưng ở đây trong điều kiện lý tưởng là tất cả lợi nhuận làm ra được đó, công ty Vinamilk đem chia cổ tức hết cho cổ đông. Nhưng thực tế theo luật doanh nghiệp và theo một số điều quy định về những cái thông tư hướng dẫn của tài chính, của Bộ Tài chính, của kiểm toán, thì các bạn thấy hiện nay cái lợi nhuận làm được người ta chia rằng 4 phần, có thể là phúc lợi xã hội tối thiểu hay là tối đa là 15%, hay là cái chia cổ tức, thì cái phần còn lại sau khi đã trích lập những cái quỹ phúc lợi, quỹ dự phòng, quỹ đầu tư phát triển, tất cả nó khoảng có 4 cái khoản như vậy đó các bạn. Thì các bạn nào làm kế toán thì sẽ biết không phải về lý thuyết là không phải đơn thuần là lấy tất cả lợi nhuận là OBS này đi chia cổ tức hàng năm đâu, không có doanh nghiệp nào, không chủ doanh nghiệp nào làm như vậy cả. Nên cái chuyện B trên E mà tính số năm hoàn vốn thì cái đó chỉ là lý thuyết thôi, còn thực tế nó không đạt như vậy. Rồi các chỉ số của doanh nghiệp, thì các chỉ số doanh nghiệp thì các bạn thấy là có ROE, thì các bạn học bên doanh nghiệp hay là bên kinh tế thì hiểu rồi, cái này chính là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty ha. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của công ty, ví dụ vốn chủ công ty có vốn điều lệ là 10 tỷ đồng, nhưng vốn chủ sở hữu của họ là do còn vốn thặng dư hay lợi lợi nhuận họ chưa chưa phân phối hết, thì bây giờ vốn chủ sở hữu của họ là 15 tỷ đồng, thì ROE chính là lợi nhuận trên một năm chia cho 15 tỷ đồng này, thì đó là cái tỷ lệ của ROE. Còn ROA chính là tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của công ty. Tổng tài sản của công ty thì trong đó gồm có cả vay nợ để mua tài sản nữa, tổng tài sản công ty nó lớn thì tổng tài sản công ty nó thì thường các bạn thấy là ngân hàng hay có tính cái tổng tài sản, hay là một số doanh nghiệp đơn vị người ta tính ROE này tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản công ty dùng để tính bình quân, tính trung bình thôi, chia chia cái lợi lấy cái lợi nhuận chia cho cái này, hay là cái này là book value các bạn. Cái này là chữ B này viết tắt của chữ book, chữ V là chữ value, chữ B này là giá, thì cái này chính là viết tắt của giá trị sổ sách kế toán của một cổ phiếu. Ví dụ một doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 15 tỷ đồng, như vậy giá trị sổ sách của nó chính là 15.000 đồng. Nếu mà vốn chủ sở hữu bằng với vốn điều lệ luôn thì một cổ phiếu chính là 10.000 đồng. Còn ở đây vốn chủ sở hữu nó là 15 tỷ đồng, nó gấp rưỡi cái vốn điều lệ, nên các bạn lấy 15 tỷ đồng này chia cho 1.000.000 cổ phiếu thì nó ra là 15.000 đồng một cổ phiếu. 15.000 đồng này chính là giá trị sổ sách, hay gọi là book value. Thường các bạn thấy là trong sách chứng khoán Warren Buffett hay là một số của là Peter Lynch hay một số sách và đầu tư giá trị đó, người ta nói là đầu tư giá trị mẫu xì gà còn sót lại chính là người ta tính giá trị sổ sách. Nhưng ở thị trường châu Âu và Mỹ và các nước phát triển thì giá trị sổ sách này người ta sẵn sàng xẻ thịt công ty, để người ta nếu giá trị sổ sách của công ty còn lớn người ta đối chiếu thì người ta sẵn sàng thâu tóm để người ta xẻ thịt công ty, người ta thu tiền về. Nhưng với điều kiện luật phá sản của các nước phương Tây, của Mỹ và của các thị trường chứng khoán phát triển, nó minh bạch và tòa nó sẵn sàng giải quyết cái thủ tục là phá sản này trong thời gian rất ngắn, vài ba tháng là xong. Còn ở nước ta thì chuyện này rất là khó nha các bạn, thủ tục phá sản chúng ta cũng chưa có hoàn thiện, còn nhiều cái rất nhiều khê lắm, tòa án luật sư cũng rất ít thụ lý cái việc này, mặc dù có luật quy định là có nên các bạn đừng có nghĩ là ở Việt Nam là mua cổ phiếu rồi thấy giá trị sổ sách nó còn cao rồi sẽ thịt ra
phá sản công ty đó đi, tòa sẽ giải quyết cho các bạn thu hồi vốn và có lãi. Thì cái chuyện này ở Việt Nam là không rất ít người làm được ha các bạn, nhưng các nước phương Tây thì người ta làm được. Gọi là giá trị sổ sách là chỗ đó, gọi là mẫu xì gà còn sót lại. Điếu xì gà thì nó ngon, nhưng mà ai mới đốt một chút thôi rồi sau đó là bỏ, thì còn lại gần như là nó cũng cũng còn dùng được. Nếu chúng ta cắt bỏ cái phần vừa đốt thừa đi, và chúng ta khử khuẩn chẳng hạn, chúng ta nói về lý thuyết là như vậy ha. Rồi, B trên B thì cái này là B trên B chính là giá trên giá trị sổ sách đơn vị tính bằng lần các bạn. Giá của cổ phiếu hiện tại trên giá trị sổ sách thì cái thường đối với cổ phiếu ngành ngân hàng người ta mới tính cái này ha. Còn một số cổ phiếu lĩnh vực sản xuất kinh doanh ngành khác thì ít ai tính cái này. Nhưng mà B trên B thì các bạn thấy là phổ biến nhất là áp dụng cho cổ phiếu ngành ngân hàng để chúng ta dễ tính toán, nghĩa là giá trị sổ sách nó cao. Giá trị sổ sách nó cao nhưng thị giá nó thấp thì người ta tính bằng cái này, B trên B. Thì tùy theo loại cổ phiếu mà một số người nhà đầu tư có kinh nghiệm người ta tính toán, người ta sử dụng cái thông số nào để người ta quyết định đầu tư. Đó là mấu chốt của vấn đề, chứ không phải cổ phiếu nào cũng B trên E. Các bạn giả sử như cổ phiếu từng ngành nghề, nhưng cổ phiếu ngành ngân hàng các bạn tính B trên E thì gần như nó không chính xác. Hay là một số cổ phiếu mà ngành thương mại điện tử các bạn tính B trên E thì nó đơn vị lên tính hàng trăm lần chẳng hạn. Hay là những cổ phiếu ngành vũ trụ của ông Elon Musk, xe điện của ông Elon Musk thì B trên E có lúc là lên tới 800 lần. Có nghĩa là các bạn mua với cái giá cổ phiếu Elon Musk hiện nay thì với cái lợi nhuận của công ty Tesla nó làm được thì các bạn phải chờ 800 năm nữa các bạn mới thu hồi lại được được vốn nếu lợi nhuận của Tesla chia cổ tức hết. Về mặt lý thuyết là như vậy, tùy theo ngành nghề mà các bạn chọn, cái nhà đầu tư có kinh nghiệm người ta chọn những cái thông số nào để người ta áp dụng ha. Như vậy những đơn vị sản xuất kinh doanh thuần túy giả sử như dệt may hay là thủy sản, những ngành nào mà có thâm dụng lao động nhiều, đều đều ăn chắc mặc bền thì người ta tính cái B trên E, tức nghĩa là có cái sự ổn định cao. Giả sử như bây giờ là Vinamilk chẳng hạn, hay là có thể những cái ngành nghề nào như Hòa Phát chẳng hạn là B trên E, nhưng B trên E đó thường rất thấp. Các bạn thấy B trên E Hòa Phát có lúc là quay 5-6 thôi, rất thấp. Có nghĩa là các bạn đầu tư vào cổ phiếu Hòa Phát với cái lợi nhuận nó làm ra được, nó đem chia cổ tức hết cho cổ đông, cho các bạn thì chỉ 5 năm đến 6 năm là các bạn thu hồi lại vốn mà các bạn bỏ đi cái phần giá các bạn mua cổ phiếu Hòa Phát hôm nay. Như vậy, nhưng thực tế thì cũng ít nhà đầu tư thích đầu tư theo kiểu này về lý do là người ta muốn lợi nhanh hơn nữa, người ta muốn cái kỳ vọng nó lớn hơn nữa, chứ không phải là đầu tư là quăng vào đó để hưởng cổ tức nha. Một số thông số như vậy. Rồi cái chữ DAT này là cái tỷ lệ nợ trên tài sản, cái tỷ lệ nợ trên tài sản này thì các bạn chú ý cái này là một giai đoạn doanh nghiệp Việt Nam mình sử dụng cái này rất lớn nên dẫn đến là phá sản cũng rất nhiều. Ở các nợ trên tài sản này, cái tỷ lệ nợ này thì thường quy định người ta khoảng chừng 1 đến 2 lần là vừa. Tiêu chuẩn một số nước châu Âu, các nước phát triển thì không quá 3 đến 4 lần chẳng hạn, nhưng ở Việt Nam mình có thể đến 4 lần, 5 lần, 6 lần. Nhưng đừng cao hơn quá, đặc biệt là các doanh nghiệp bất động sản các bạn thấy là nó tỷ lệ nợ này nó cũng rất là cao. Do nó cần cái nguồn vốn lớn, nhưng mà cao quá thì rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Rồi cái tỷ ROS, ROS nghĩa là tỷ suất lợi nhuận chia cho doanh thu thuần. Tỷ suất lợi nhuận chia cho doanh thu thuần, có nghĩa là doanh thu thì lớn nhưng lợi nhuận không cao thì cái chữ ROS này rất thấp. Có một số doanh nghiệp các bạn thấy báo cáo là doanh thu là trên trời dưới đất không, nhưng lợi nhuận không có bao nhiêu. Đặc biệt là, nhưng cái này nó cũng tùy thuộc vào ngành nghề. Giả sử các bạn thấy một số ngành nghề thương mại thôi thì doanh thu nó rất là kinh khủng, nó mua đi bán lại mà thì cái lợi nhuận rất thấp. Còn một số ngành sản xuất kinh doanh thì lợi nhuận cái này cũng phải cao các bạn. Giả sử doanh thu 1 tỷ đồng thì lợi nhuận đối với ngành sản xuất kinh doanh nó cũng phải từ 10 đến 30%. Nghĩa là từ 100 triệu đến 300 triệu là vừa, khoảng đó là phổ biến nhất. Còn thấp quá thì người ta làm không có lời, tất cả những gặp những cái chi phí giá cả nó bấp bênh, thị trường nó dội hàng, dội chợ, nguyên vật liệu nó hút
tăng giá thì người ta mắc lãi nên người ta ít có làm. Phổ biến nhất là cái biên lợi nhuận này, ROT này, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thuần nó phải từ 20 đến 30% người ta mới làm, ngay doanh nghiệp ta mới làm ha. À, còn GOT này kia là tỷ suất lợi nhuận gộp. À, cái này thì chuyên sâu cho những cái bạn nghiên cứu về cái ngành nghề gọi là cái ngành là sản xuất kinh doanh. À, còn nghiên cứu chứng khoán thì chúng ta biết một số thông số cơ bản thôi, không không cần biết biết chuyên sâu lắm. Rồi, các chỉ số mở rộng. À, chỉ số mở rộng thì các bạn biết rồi, có cái chỉ số OBS pha loãng. Cái này nhiều bạn cũng hỏi tôi trước đây nhiều. À, nhưng OBS pha loãng thì các bạn biết rồi, à, nó là lợi nhuận 4 quý gần nhất của một cổ phiếu có tính thêm cổ phiếu mới phát hành thêm. À, cổ phiếu mới phát hành thêm. Ở đây giả sử như các bạn, nó là vốn một doanh nghiệp vốn điều lệ 10 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành là 1 triệu cổ phiếu trong một thời gian là từ đầu năm đến giữa năm, nhưng tới giữa năm thì nó phát hành thêm chia là hai cổ phiếu thành một cổ phiếu, nghĩa là đến giữa năm nó có thêm là một 1,5 triệu cổ phiếu, so với đầu năm là 1 triệu cổ phiếu. Như vậy thì đây chính là cách tính OBS, phải là tính OBS pha loãng. Thì một số trang web nó vẫn có cái cách tính này, OBS pha loãng và OBS không pha loãng. Thì cà phê cũng có, việc tóc cũng có, các bạn soi lại coi là cái này chính là như vậy. Cổ phiếu pha loãng ở đây có mấy cái dạng, nhưng nhất là cổ phiếu mới phát hành thêm, gồm có các cổ phiếu như sau: cổ phiếu phát hành để chia cổ tức, cổ phiếu phát hành để chia thưởng cổ phiếu phát hành thêm cho đối tác chiến lược, cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu sang, cổ phiếu phát hành thêm cho chương trình lựa chọn người lao động, ESOP, tức là thưởng cho cán bộ lãnh đạo công nhân lao động, những người lao động có thành tích xuất sắc nhất trong công ty, người gọi là ESOP. À, đặc biệt các bạn chú ý cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu sang, cái này một số doanh nghiệp, một số công ty gặp thường xuyên luôn các bạn. Nhưng phần lớn những cổ phiếu có trường hợp này, cổ phiếu chuyển đổi từ trái phiếu sang, thì cái này là các bạn chú ý nha, cổ phiếu này đầu tư không có lãi, có nghĩa là người ta dành, lãnh đạo công ty đó dành sự ưu ái cho đối tác chiến lược nhiều hơn, dành cho những người mua trái phiếu nhiều hơn. Các bạn thấy đó, vừa rồi tôi cũng hay nói những clip về trái phiếu, có những doanh nghiệp kể cả công ty chứng khoán luôn, họ bán trái phiếu cho cái đối tác chiến lược, cho một cái cổ đông lớn nào đó rồi, với lãi suất là 11, 12% một năm rồi, nhưng sau 3 năm họ được quyền chuyển đổi từ cổ phiếu đó sang một từ cái trái phiếu đó, lượng trái phiếu đó sang cổ phiếu đang lưu hành nữa, nhưng với giá thì chuyển đổi thì có cái ưu đãi đặc quyền nào đó, nên các đối tác lớn này, các đối tác chiến lược, các nhà đầu tư lớn này họ rất thích mua cái trái phiếu này, vừa an toàn mà vừa vừa được lợi nữa. À, nhưng những cái cổ phiếu, những doanh nghiệp có cái trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu như thế này thì nhà đầu tư nhỏ lẻ phần lớn là thua thiệt. À, nói nghe là họ ưu ái hơn những khách hàng VIP, những cổ đông là VIP, những cổ đông lớn ấy. À, vì những cổ đông đó có lắm tiền nhiều của. Các bạn chú ý như vậy, nên tránh xa những phiếu này cả cũng được, không sao, tại vì họ không dành cho sự ưu ái cho chúng ta. Rồi, các cái thêm là khối lượng cổ phiếu đang niêm yết. Khối lượng đang niêm yết là khối lượng đang niêm yết có thể gọi một phần cổ phiếu chưa được cho phép giao dịch. Nghĩa là ở đây giả sử nhưng có một số cổ phiếu mà ESOP nhưng mà chưa được lưu hành, thì cũng chưa được giao dịch hay là chưa được niêm yết, mặc dù nó đã tính vào vốn điều lệ của công ty rồi. Tôi ví dụ như này, vốn điều lệ của công ty 10 tỷ đồng, ESOP thêm 1 tỷ đồng nữa, ra 11 tỷ đồng, thêm 100.000 cổ phiếu nữa, là cộng thêm là 1 triệu mốt cổ phiếu. Nhưng cổ phiếu này được giới hạn trong vòng 3 năm, khi người lao động lao động tại công ty gắn bó thêm 3 năm nữa thì cổ phiếu này mới được đưa vào lưu hành niêm yết, được được giao dịch trên thị trường, nó mới được mua bán. Còn nếu làm không được 3 năm mà nghỉ việc nửa chừng thì công ty sẽ thu hồi cái lượng cổ phiếu ESOP này lại, và cấp cho người khác, hoặc là làm cổ phiếu quỹ, thì nghĩa là cổ phiếu này vẫn chưa được giao dịch trên thị trường, là như vậy. Thì nó có những trường hợp như vậy, cổ phiếu đang niêm yết và cổ phiếu đang lưu hành. Đây là những cái các bạn chú ý. Cổ phiếu đang lưu hành là cổ phiếu lớn nha các bạn. Giả sử vốn điều lệ của công ty là 11 tỷ đồng, thì cổ phiếu lưu hành là 1 triệu mốt, nó đã lưu hành rồi, nhưng có niêm yết để giao dịch hay không là cái chuyện khác nha. Đó. Rồi, với công ty đã niêm yết thì cổ phiếu trên sàn thì cổ phiếu lưu hành đang niêm yết
chỉ là khác nhau ở cổ phiếu quỹ mà thôi ha. Thì một số trường hợp như vậy thì cổ phiếu khối lượng cổ phiếu niêm yết và cổ phiếu đang lưu hành đó thì khác nhau ở phần một cổ phiếu quỹ. Trong số trường hợp thì đa số đã lưu hành đã niêm yết rồi thì phải lưu hành hết. Rồi cách tính chỉ số VN-Index hiện nay là tính dựa trên cổ phiếu đang lưu hành. Dựa trên cổ phiếu lưu hành. Trong trường hợp này các bạn khi mà trường hợp này các bạn viết, giả sử tôi nói ví dụ một cổ phiếu có vốn điều lệ là 10 tỷ với quy định là 1 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, đột ngột giá cổ phiếu xuống thấp quá, công ty lãnh đạo công ty quyết định mua cổ phiếu quỹ vào 100 ngàn, còn lại là 900 ngàn cổ phiếu đang lưu hành thôi. Thì theo quy định mới hiện nay, khi mua vào 100 ngàn cổ phiếu quỹ đó thì số lượng cổ phiếu lưu hành phải giảm đi trên thị trường. Bây quy định mới hiện nay, thông tư mới hiện nay hình như là Bộ Tài chính bắt buộc là phải giảm vốn điều lệ lượng xuống luôn để mua hành cổ phiếu quỹ, nếu chứ không phải là để vốn lớn, nhưng mà công ty giữ cổ phiếu quỹ đó nhiều để hạn chế giao dịch trên thị trường thì Bộ Tài chính cũng không 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 chịu với cách như vậy. Anh nghĩa là mua vào cổ phiếu quỹ thì phải giảm vốn của công ty xuống ha, giảm cổ phiếu lưu hành xuống. Thì cái hệ số beta hôm qua tôi đã nói rồi, nhưng mà hôm nay nói chi tiết về hệ số beta. Hệ số beta chính là hệ số biến động cổ phiếu so với thị trường chung. Nếu cổ phiếu nào biến động mạnh hơn thị trường thì hệ số beta này lớn hơn một, nếu biến động ít hơn thị trường chung thì hệ số beta này là nhỏ hơn một. Rồi trường hợp này tôi đã có ví dụ hôm qua rồi ha. Rồi bây giờ khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên thì các bạn coi dữ liệu cà phê ép hay là cổ phiếu Việt Tóc, dữ liệu Việt Tóc thì có những cái thông tin này. Khối lượng giao dịch, cái này viết tắt là khối lượng giao dịch khớp lệnh trung bình 10 phiên, tức là khối lượng khớp lệnh trung bình của 10 phiên giao dịch, hay còn gọi là vol vol đó. Chữ vol là tôi viết tắt chữ volume, khối lượng đó các bạn. Trung bình của 10 phiên, đơn vị tính là một của số lượng cổ phiếu vốn hóa thị trường tỷ đồng, thì tức là lấy tổng khối lượng cổ phiếu đó đang lưu hành nhân với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, tức là ngày hiện tại, nên là vốn hóa thị trường đó là thị giá đó, lấy thị giá nhân với vốn hóa. Ví dụ cổ phiếu FPT, ví dụ cổ phiếu FPT có vốn điều lệ là 9.075 tỷ đồng, tương ứng với 907,5 triệu cổ phiếu, thì nhân với thị giá hiện tại hôm nay là của FPT là 93.000 đồng trên một cổ phiếu, thì các bạn ra con số là 84.000 tỷ đồng vốn hóa thị trường, nghĩa là vốn hóa thị trường của FPT hiện nay là 84.000 tỷ đồng, xấp xỉ con số là 4 tỷ rưỡi đô la chẳng hạn, 4 tỷ rưỡi USD chẳng hạn, đó là vốn hóa của FPT ha, tương tự như vậy ha. Rồi bài các thông số cơ bản nhưng ngắn gọn vắn tắt như vậy, nhưng các bạn F0 F1 với nhìn vào thì đặc biệt là các bạn không phải học, các bạn không chưa từng học chuyên ngành kinh tế thì các bạn xem thì cũng là một cái nền tảng để các bạn biết khi đầu tư khi soi. Nhưng tôi lưu ý như thế này, chúng ta học biển học là mênh mông không biết đâu là bờ, cứ học nữa học mãi. Khi giao dịch các bạn có cái tư duy học hỏi, muốn thành công trên thị trường gặp các thông số nào thì cứ lên Google gõ nó sẽ ra hết, EBE, EBS, HB/E hay là ROE, ROA, tất cả thông số gì các bạn gõ trên Google nó sẽ ra hết ngay lập tức. Mà khi đụng chuyện thì các bạn sẽ gõ ra và các bạn có cái tư duy học hỏi như vậy, giáo sư Google sẽ chỉ hết cho các bạn những thông tin như vậy ha. Còn vốn hóa thị trường như thế nào các bạn gõ trên Google nó cũng ra luôn ha. Nhưng xem một lần qua cái clip này thì các bạn sẽ có mường tượng trong cái đầu rồi. Và khi cần chuyên sâu các bạn gõ lên Google nó sẽ ra ra hết thông tin. Có thể thông tin tôi nói nó cũng hơi 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 nhếch nhác lệch lạc một tí, nhưng các bạn có cái tư duy muốn học muốn hỏi thì lên giáo sư Google hỏi. Ở đây tôi nói tổng thể như vậy để cho các bạn biết cách hỏi ha, các bạn chú ý, các bạn biết cách hỏi thôi, năng lực phát triển bản thân, tư duy phát triển bản thân là
biết cách hỏi. Các bạn thành công trên đường đời hay không là biết cách hỏi. Cái hỏi nó có giá trị gấp 10 lần cái học bạn. Hỏi trên Google, hỏi ở đâu được, hỏi bản thân, hỏi trong môi trường Internet, hỏi trong cái tương tác mạng, tất cả những lĩnh vực. Thì cái hỏi là vô cùng quan trọng như vậy. Nhiều bạn học cả chục năm vẫn không thành công, lý do không biết cách hỏi. Còn các bạn biết cách hỏi thì để nhanh quá trình rút ngắn cho các bạn rất nhiều luôn. Tôi nói cái này là cái rất là cái tâm huyết trong phát triển năng lực bản thân của mỗi con người. Ai thành công sớm là những người biết đặt câu hỏi. Quan trọng nhất là biết đặt câu hỏi. Có những bạn đặt những câu hỏi hay những lớp học mà các bạn đưa tay lên phát biểu xin đặt câu hỏi. Tuy nhiên là những bạn chưa từng đặt câu hỏi thì đặt những câu hỏi nó rất ngô nghê. Nhưng làm quen đặt câu hỏi nhiều lần thì các bạn sẽ đặt câu hỏi nó hay. Và ông thầy dạy trên bục giảng hay là những người đứng lớp hay là những người truyền đạt kiến thức, người ta rất thích các bạn hỏi những câu hỏi rất hay, rất chí lý, rất có trọng tâm, trọng điểm vào bài giảng, bài học. Như vậy thì giả sử như một giáo viên dạy trên lớp mà các bạn hỏi những câu hỏi nó rất hay thì giáo viên hay thích mời các bạn lên trả lời những câu hỏi trọng tâm. Chứng tỏ rằng bạn đặt câu hỏi trúng mục tiêu, mục đích, chứng tỏ rằng bạn theo dõi bài rất sát và bạn có tư duy học hỏi, không phải là ngồi để học mà gắn phone nghe nhạc. Như vậy thì nó là khác. Bạn vừa học vừa gắn tin nghe nhạc hay vừa chơi game, ông thầy giảng trên bục thì quyền của ông, thì những bạn đó sẽ không bao giờ đặt được những câu hỏi hay. Tôi nói quan trọng nhất trên cuộc đời các bạn thành công hay không trong việc học là việc hỏi. Việc hỏi nó, tôi đánh giá nó có giá trị gấp 10 lần việc học. Học thì ai cũng học được, nhưng thành công hay không là do cái phần hỏi còn lại. Học những như nước đổ đầu vịt, nước chảy lá môn nếu các bạn không có cái ý thức sâu trong cái việc học. Rồi, như vậy là cái truyền đạt năng lượng, truyền đạt kiến thức, truyền đạt cái tâm quyết để cho các bạn có một cái định hướng nghề nghiệp, định hướng phát triển trong lĩnh vực chứng khoán, trong lĩnh vực mở thêm một cái việc học mới, sưu tầm thêm một kiến thức mới, kích thích cho các bạn thêm một cái lý thú mới, một cái hào hứng mới trong cái việc đầu tư chứng khoán, nghiên cứu thị trường chứng khoán, nghiên cứu cổ phiếu, nghiên cứu doanh nghiệp là các bạn phải biết sơ sơ rồi, sau đó mò mẫm và đặt câu hỏi. Rồi các bạn sẽ thành công. Rồi, xin chúc các bạn có thêm một kiến thức tham khảo và học nhiều, hỏi nhiều để thành công hơn trong việc đầu tư chứng khoán. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái bài giảng này.